Xin chào các thầy cô giáo, các anh chị phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay tôi rất vui được giới thiệu đến mọi người ứng dụng học bài ở nhà do chính đội ngũ học bài ở nhà.com sản xuất với mong muốn tạo ra môi trường dạy học cho giáo viên và học sinh thuận tiện và hiệu quả nhất, cũng như là một cái môi trường để cho anh chị phụ huynh quản lý con em mình đơn giản và vẫn đầy đủ nhất có thể. Đầu tiên, để tải được ứng dụng này thì các anh chị sẽ vào trong các cái chợ ứng dụng. Hiện tại tôi đang dùng ở trên iOS, còn đối với Android thì cũng tương tự. Ở trên iOS thì các anh chị vào ở trong cái phần App Store. Sau đó các anh chị sẽ gõ vào cái ô tìm kiếm chữ học bài ở nhà. Thì như các anh chị thấy là chúng ta sẽ có cái ứng dụng học bài ở nhà với cái logo quen thuộc ở đây. Các anh chị chỉ việc là cài đặt và là xong. Thì ở đây tôi đã cài rồi. Sau khi cài đặt xong thì các anh chị chỉ việc là mở ứng dụng lên. Sau đó là chúng ta sẽ đăng nhập vào. Thì ở đây là chúng ta có 3 đối tượng chính đối với ứng dụng này, đó là phụ huynh, giáo viên, học sinh. Đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu qua các cái tính năng chính dành cho quý thầy cô giáo. Thì tôi sẽ dùng một cái tài khoản với cái vai trò là giáo viên để giới thiệu đến các cái tính năng này. Đây là cái màn hình mà sau khi đã đăng nhập vào trong cái ứng dụng bài nhà. Để xem vai trò của mình thì các thầy cô có thể click vào cái thanh cuối cùng ở này. Đấy, cái tab cuối cùng này. Thì như các thầy cô thấy là tôi đang có cái vai trò là giáo viên ở đây. Thế thì các tính năng chính của ứng dụng này dành cho giáo viên là gì? Đầu tiên là quản lý thông tin của học sinh. Trong cái mục là lớp của tôi, các thầy cô thấy là có cái phần lớp của tôi và nhóm của tôi ở đây. Trong phần lớp của tôi này thì chúng ta có thể thấy những cái lớp mà giáo viên đó đang dạy ở trên trường trong năm học hiện tại. Ví dụ đối với tài khoản này tôi đang có 3 lớp là 6A2, 6A8, 6A9. Thì trong phần lớp của tôi này chúng ta có một vài cái chức năng quản lý như sau. Đầu tiên là chúng ta có thể click vào lớp để chúng ta xem danh sách của cái lớp đó. Ví dụ ở đây là tôi đang xem danh sách của lớp 6A2. Chúng ta vào phần báo nghỉ để xem những cái phiếu báo nghỉ mà phụ huynh dùng cái ứng dụng học bài nhà này gửi đến cho giáo viên, thì tất cả những phiếu báo nghỉ đó sẽ nằm ở trong cái phần này. Sau khi nhận được phiếu báo nghỉ thì chúng ta có thể xem một điểm danh. Điểm danh này là gì? Nó là chúng ta click vào cái phần dấu cộng màu xanh ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ điểm danh bằng cách là mặc định có mặt hết, thì với những ai mà nghỉ có phép thì chúng ta sẽ tích vào nghỉ có phép ở đây. Với những ai mà vắng mặt, nghĩa là nghỉ không phép, thì chúng ta có thể click ở đây. Và sau khi mà chúng ta điểm danh xong thì chúng ta chỉ việc là tích vào nút xong này là được. Ngoài ra chúng ta có chức năng rất là quan trọng, và đây là chức năng mà được đội ngũ học bài nhà đưa từ cái hệ thống trên trang web học bài nhà.com lên trên ở mobile, trên ứng dụng trên điện thoại để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho các thầy cô giáo theo dõi, đó là chức năng sổ điểm. Thì thay vì xem ở trên điện thoại thì thay vì xem ở trên trang web thì bây giờ có thể xem được ngay ở trên điện thoại. Và ở đây là chúng ta cái thao tác xem rất là dễ dàng, chúng ta chỉ cần là lọc, chọn môn học lọc ra này, sau đó là chúng ta chọn ngày đó, ở đây ngày, và cuối cùng là chọn tên bài tập rất là đơn giản, và chúng ta có thể lọc được tất cả những các bạn đang làm bài và số điểm của các bạn đó. Thì chúng ta có một chức năng sổ điểm y như trên trang web học bài nhà, nhưng mà xem được một cách rất là tiện và nhìn nó đẹp hơn rất nhiều trên trang web học bài nhà.com. Ngoài ra là chúng ta có các cái tính năng về quản lý lớp và quản lý nhóm. Quản lý lớp thì tôi vừa mới nói xong, giới thiệu xong đến các thầy cô. Thế thì chúng ta còn quản lý nhóm nữa. Thế thì ở đây có một câu hỏi là lớp với nhóm thì khác nhau cái gì? Lớp ở đây là các cái lớp mà các thầy cô đang dạy ở trên trường, được chưa? Còn nhóm ở đây là nhóm, bất kỳ nhóm nào các thầy cô muốn lập riêng cho mình. Ví dụ là nhóm các bạn học sinh học thêm của các thầy cô, đúng không ạ? Chúng ta có nhiều lớp học thêm thì chúng ta có thể tạo mỗi lớp như thế một nhóm. Và thế thì cái việc mà quản lý lớp, quản lý nhóm này thì có cái lợi ích gì? Thì một trong những cái lợi ích và một trong những tính năng mà cực kỳ hữu ích và cực kỳ thuận tiện cho các thầy cô đó chính là việc giao bài tập.
Được chưa? Thì ở đây chúng ta có cái mục ở chính ngay chính giữa này, chúng ta thấy có mục đó là bài tập. À, thế thì các thầy cô chỉ việc là click vào cái nút dấu cộng này thì chúng ta bắt đầu giao bài tập cho học sinh. Và nó thuận tiện. Thì tại sao tôi nói thuận tiện? Bởi vì các thầy cô hoàn toàn có thể là dùng máy ảnh để chụp, chụp xong và điền một số thông tin về cái bài tập đó và cuối cùng là giao cho học sinh là xong. Thì như các thầy cô thấy là ví dụ như ở đây tôi đã tạo ra một số các cái phiếu bài tập này dành cho các lớp đấy, các thầy cô thấy đấy, như vậy là tôi vừa có thể chụp ảnh đúng không? Ghi âm hoặc là tôi chụp một lần nhiều cái bức ảnh gồm có nhiều bài tập ở đấy và tôi giao cho học sinh. Học sinh làm xong cũng sẽ chụp ảnh và gửi lại các thầy cô. Thầy cô nhận được bài làm cũng sẽ chấm nhận xét, chấm cho điểm và gửi lại học sinh hoàn toàn 100% là thông qua cái app này mà không cần phải sử dụng thêm bất kỳ một cái công nghệ hay một cái thiết bị gì thêm nữa. Thì đấy là một trong những cái tính năng mà được học bài ở nhà rất là trau chuốt cho giáo viên. Và tính năng này các thầy cô thấy là sẽ rất là tiện bởi vì chúng ta không cần in ấn, là không cần làm gì cả, đúng không? Chúng ta chỉ được chụp ảnh là xong. Đấy chưa? Và cái việc giao bài tập này thì các thầy cô có thể hoàn toàn chọn việc là giao cho lớp hay giao cho nhóm. Được chưa? Và ví dụ như là lớp thì chúng ta có lớp ở trên trường hiện tại chúng ta chỉ chụp ảnh giao cho lớp, hoặc là nhóm học thêm thì chúng ta chỉ việc là chụp ảnh những cái bài mà cần ra thêm, cần các bạn về làm, các bạn làm xong chụp xong và gửi cho các bạn là xong. Thay vì trước đây các cô phải in ấn, phải đi photo đúng không ạ, thì thường chúng ta sẽ làm như vậy. Đối với vai trò học sinh trong ứng dụng học bài ở nhà thì chúng ta có một số các chức năng chính như sau. Chức năng đầu tiên đó là tham gia vào một nhóm. Thì học sinh có thể vào phần nhóm của tôi và tham gia vào nhóm bằng cách là nhập cái mã nhóm nhận được vào cái phần tham gia nhóm này, thì học sinh sẽ tham gia vào cái nhóm. Và sau đó là cái chức năng quan trọng nhất của học sinh trong ứng dụng này, đó chính là chức năng làm bài và nộp bài trực tiếp ở trên ứng dụng. Học sinh có thể vào phần bài tập và nhóm tương ứng. Thì ở đây học sinh có thể xem cái đề bài các thầy cô gửi ở đây, kèm theo là cái đoạn ghi âm mà các thầy cô dặn dò. Sau đó học sinh có thể là phóng to thu nhỏ cái đề này để đọc đề cho kỹ và làm bài. Làm bài thì học sinh làm ở trên giấy, sau đó sẽ click vào cái nút màu xanh này và bắt đầu chụp ảnh bài làm. Có thể là quay video hoặc là chọn tệp, thì thường ở đây đối với bài làm thì tốt nhất là học sinh sẽ chụp ảnh là dễ nhất. Sau khi chụp ảnh thì học sinh có thể trang trí lại để được một cái phần bài làm mình cho nó chỉnh chu như thế này. Và học sinh có thể chụp nhiều ảnh như thế để nộp nhiều bài. Và kèm theo cái ghi âm để giải thích hoặc là muốn nói cái gì đấy trong cái phần bài làm của mình và gửi bài làm. Rất là đơn giản. Và sau khi gửi thì học sinh sẽ thấy ngay là sẽ có cái phần bài làm của mình ở đây gửi cho thầy cô giáo. Thế thì ở đây khi mà thầy cô giáo nhận được cái bài làm của học sinh thì thầy cô giáo sẽ đánh giá cho điểm, nhận xét trên cái bài làm đã gửi và gửi lại cho học sinh. Học sinh sẽ nhận được và biết được cái phản hồi của thầy cô giáo về cái bài làm của mình. Sau khi đăng nhập xong thì đối với chị phụ huynh thì chúng ta sẽ có hai cái thao tác chính, hai cái chức năng chính. Đầu tiên là các anh chị vào cái phần hồ sơ thì các anh chị sẽ thấy một cái mục là quản lý con, đúng không? Chúng ta click vào quản lý con thì chúng ta sẽ có cái đầu tiên để có thể sử dụng được, để có thể quản lý được con của mình thì phải liên kết tài khoản của con vào ứng dụng này, được chưa? Thế thì đối với mỗi tài khoản học bài ở nhà, được học bài ở nhà cấp thì sẽ luôn có một cái mã liên kết, thì các anh chị chỉ việc là click vào dấu cộng ở đây và điền cái mã liên kết vào thì chúng ta sẽ liên kết được con. Đối với cái tài khoản của tôi đây, hiện tại tôi đang có liên kết với hai cháu Phạm Hải Nam và Lê Trọng An ở đây, được chưa? Tiếp theo là cái chức năng đầu tiên, đó là chức năng và báo vắng đối với phụ huynh, nghĩa là chúng ta xin phép nghỉ cho con. Chúng ta có thể dùng cái ứng dụng này để chúng ta có thể xin nghỉ học bằng cách là click vào nút xin nghỉ học này và chúng ta tạo ra một cái đơn xin nghỉ học. Chúng ta chọn họ tên con, sau đó là chọn cái ngày và lý do nghỉ, được chưa? Và chúng ta bấm nút xong, như vậy là chúng ta đã gửi cái yêu cầu này. Như vậy các anh chị thấy ở đây là có một cái nút và có một cái đơn vào ngày hôm nay xin nghỉ, được chưa? Thì khi mà chúng ta vừa tạo cái đơn này xong
gửi xong thì thầy cô giáo sẽ nhận được. Cái chức năng tiếp theo và quan trọng nhất đó chính là cái chức năng mà theo dõi tình hình học tập của con. Các anh chị có thể vào cái phần con tôi ở đây, được chưa? Và chọn vào cháu mà mình muốn xem. Đối với các anh chị mà chỉ có một cháu đang học thì không vấn đề gì, nếu mà có nhiều hơn một cháu thì chúng ta sẽ có cái thể lựa chọn được là cần xem tình hình học tập của cháu nào, được chưa? Đấy, ví dụ như ở đây tôi đang chọn đấy. Thế thì các anh chị có thể thấy là chúng ta có trên này là tab các cái môn học, và ở dưới này đầu tiên là có một cái biểu đồ về cái thời gian tính cái sự chuyên cần của các cháu đấy. Tiếp theo là tiến độ học tập đối với từng cái khóa học, như thế với khóa tiếng Anh, với khóa hình học, khóa số học thì các cháu đã học đến đâu, và mỗi cái bài như thế thì cụ thể là các cháu đã làm được những cái phần nào. Thì đây là hai cái chức năng chính của phụ huynh, đó là báo vắng kèm theo với là chức năng theo dõi tình hình học tập của các con.